Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay thêm một cái video nữa đây. Thì nói chung là video ngày hôm nay mình cũng không có chia sẻ gì nhiều. Thì cũng quay để mà ngồi nói chuyện với bạn một chút thôi. Thì con xe Winner 150 này mình đã quay cho bạn rất là nhiều rồi. Mình chia sẻ cũng khá là nhiều. Thì hôm nay cái video này mình sẽ tiếp tục nói về chiếc Winner này. Thì do mấy bữa nay trời mưa quá, xe nó cũng quá dơ các bạn nè. À, các bạn thấy không, xích sên là chưa vệ sinh nè, nó sên nó chạy nó kêu xè xè rất là khó chịu, rất là dơ. Thì mình có ý tưởng là mình sẽ quay về bảo dưỡng xe, về các chi tiết đó. Khi bị dơ như vậy nè, các bạn cần phải rửa sạch sẽ và vệ sinh những chi tiết nào, hoặc là có một số mẹo nào để tránh việc ố sét cho cái dàn chân ha. Thì như các bạn biết là mình cũng đã chia sẻ về chiếc xe này rất là nhiều rồi, có thể quay nhiều nó sẽ nhàm chán à, các bạn thông cảm với mình nha. Thì mình ngoài chiếc xe này ra mình cũng chả biết quay chiếc xe nào nữa đâu. Rồi, ok, xe thì mình đã vừa rồi đang mùa mưa mà các bạn, chạy rất là dơ luôn nè, các bạn nhìn này, thấy không, xe rất là dơ luôn. Đó, xe màu trắng mà nó vô ổ dơ rất là nhìn rất là kinh luôn ha. Thì cũng xoay quanh vấn đề rửa xe này thì có nhiều bạn hỏi là mình có nên rửa siêu sạch không ha. Thì đối với cá nhân mình thì nên, các bạn nên rửa thì các bạn có thể chạy trong vòng khoảng 1 năm hoặc 1.5 năm, 2 năm cũng được. Thì các bạn nên tới những chỗ rửa xe siêu sạch, không thì các bạn nếu mà biết tháo đồ xe, hoặc là mình biết cách tháo đồ hoặc là biết cách rửa siêu sạch á, thì mình có thể tháo nguyên dàn lông này ra, thì mình rửa từ cái sườn bên trong tới cục máy, mua các dung dịch như là Sumo hoặc Sonat để mà các bạn rửa cho nó sạch hơn. Thì ví dụ các bạn đi lâu về dài á, là trong các lốc máy nè, hoặc là trong các chi tiết ở bên trong khung sườn bên đây nó rất là dơ nha. Đó, mình đi đất nó thật dơ, hoặc là các dàn, hoặc là dàn chân đó, rất là dơ. Thì mình có thể tháo nguyên dàn áo ra, mình rửa siêu sạch đi khoảng 1 năm hoặc 2 năm là các bạn nên rửa. Thì xe mình cũng đã rửa 1 lần rồi, thì mình đang chạy cuối năm nay là mình sẽ tháo dàn áo này ra, là mình sẽ rửa siêu sạch thêm 1 lần nữa. Thì lúc đó khi nào mình tháo mình sẽ quay full clip cho các bạn xem ha. Thì ngày hôm nay nói chung khi mình đã đi mua một con xe rồi thì mình chịu khó chăm sóc chiếc xe một chút để mà nó luôn được mới và bền. Ngoài công việc bảo dưỡng nhớt nhau, thay lọc xăng, lọc nhớt, hoặc là thay một số phụ kiện bori để mình tăng cái tính vận hành của xe, thì mình còn phải vệ sinh, rửa xe, các chi tiết, vệ sinh sên, và rửa bô, nói chung dàn gầm, dàn chân để khỏi bị sét. Và khi đi trời mưa như thế này nè, cái dàn chân nó rất là bị dễ bị sét nha các bạn, như thấy không, dơ nè. Mình để 1 tuần rồi mình chưa rửa, tại vì vừa rồi mưa rất là to. Thì ngày hôm nay quyết định mình cũng phải rửa các bạn ạ, tại vì 1 tuần rồi. Kể cả ngày hôm nay trời mưa mình cũng phải rửa. Tại vì các bạn biết sao không, nếu mà các bạn cứ để cứ ý là trời mưa liên tục mà không rửa là cái bụi đất nó sẽ bám, nó sẽ ăn vô sâu trong cái dàn chân, có thể gây ra sét hoặc là sẽ gây ổ, rất khó rửa rất là khó ra nha các bạn. Mình thì nói hơi bị lẹo lưới các bạn ơi. Này, các bạn nhìn thấy không? Nếu mà các bạn để mà để lâu về dài á là cái dàn chân nó sẽ, cái đất nè, nước nè, nước mưa nó rất là độc luôn ha, rất dễ sét. Thì lúc này thì nó khó rửa ra, là một hai là nó sẽ bị ổ. Rồi, thì khi các bạn rửa xong á thì mình sẽ có một cái phần gọi là bảo dưỡng nhẹ cái lớp nhựa. Mình sẽ mua một số chai để mà làm mới lớp nhựa đen và các chi tiết như cần số hoặc là chân thắng này, nó kêu cái két này. Thì các bạn phải luôn thủ sẵn một cái ít nhớt hoặc là một chai nhớt bạn để trong chai nước nhỏ mắt á, để trong cái cốp xe mình nè, mình luôn để một ít. Thì trời mưa á, các bạn nên là châm vô các mắt này đó, các mắt ngay à, và các mắt cần số đây cũng có cái lỗ này, bạn nên châm vô cho nó vận hành ok hơn ha. Thì giờ mình sẽ vô rửa xe đó, mình sẽ vệ sinh sên rồi mình sẽ rửa sạch sẽ để cho con xe mình mới hơn nha. Thì mình đã đầu tư mua được chiếc xe rồi, thì mình đầu tư thêm cái phần công để mà bảo dưỡng chiếc xe nó luôn luôn được mới và bền. Thì cái phần bảo dưỡng nội công thì mình nói sau, nhưng mà giờ đang ngoại công là về dàn lông, dàn chân nè.
thì mình sẽ dùng những dung dịch gì mình vệ sinh cho nó mới và hoặc là sạch sẽ hơn thì mình sẽ nói nha các bạn. Thì ok, thì khi các bạn có một cái mèo này, khi trời mưa các bạn sẽ thiết kế một cái miếng gọi là cái miếng che đỡ khỏi bùn này, đất nè, thì trời mưa nó sẽ giăng lên cái cổ bô thì nó rất dễ bị sét cái cổ bô nha. Cổ bô nó rất dễ bị sét và bị mục, sau này nó sẽ hở, nó sẽ nghe cái tiếng của cái bô nó tạch 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 là có biết liền, thì nó sẽ bị sét, nó bị hở cổ bô rồi. Thì mình đã chế một cái miếng gọi là để che, thì nói chung rất đơn giản thôi. Bạn cắt một cái miếng tôn hoặc là một cái chai nhựa nào đó, bạn bắt hai con vít, hai con ốc này, hai bên khoảng ra khoảng hai phân đi ha, hai phân đi đó, cái miếng này khoảng hai phân ra này, thì lúc thì bùn đất nó giăng lên đó, nó sẽ che cái cổ bô này sẽ không bị sét được, bạn thấy không? Mặc dù trời mưa to tất cả xung quanh đều bẩn nhưng cái cổ bô của mình luôn luôn sạch đó. Ok, thì các bạn chịu khó mình thiết kế chút là xe của bạn sẽ được bảo dưỡng thôi. À, về phần cái bô cũng vậy, à, toàn rồi này rất là dơ, heo cũng vậy nè. Giờ mình vô mình rửa mình xịt nha các bạn. Rồi đây là rửa xịt nè, vệ sinh gầm nè, vệ sinh giặt chân nè, rửa vệ sinh sen nè. Rồi ok, xe của mình phải chăm sóc thôi. Thì cái video này chủ yếu là mình chăm sóc xe một cách đơn giản nhất. Thì thường mình làm như nào thì mình sẽ quay lên mình chia sẻ như vậy thôi nha các bạn. Thì cái video này cũng không phải là chia sẻ gì nhiều đâu, cũng chỉ cứ quay cái quá trình mình vệ sinh xe, làm xe, bảo dưỡng xe đơn giản thôi, nói chung quy là rửa xe. Ok các bạn, ok nha. Thì mình đã chạy xe vô cái chỗ sành nữa, mình rửa xe nha các bạn. Đó, thì bây giờ là mình sẽ vệ sinh cọng sên nha. Thì các bạn nên quay cọng sên và mình xịt cái dầu diazen này lên. Thì cái dầu diazen này mình có lấy giới thiệu cho các bạn lúc cái phần là mình vệ sinh sên của cái video trước rồi. Thì cái dầu này nó cũng có cái tác dụng rất là lợi hại là mình sẽ rửa chân gầm rất là ngon nha. Đây, thì nói chung là khi mình xịt vô nè, nó ngấm vô nè, nó nhả sét thứ nhất, là thứ hai là nó sét rất là, rửa rất là sạch luôn. Mình không cần phải mua ba cái dung dịch ở trên mạng chi. Đó, cái dầu diazen này thường là để rửa động cơ các bạn, để mình làm máy á, hoặc là dùng xăng cũng được. Nhưng mà mình có cái dầu diazen này mình thứ nhất là rẻ, thứ hai nó tiện lợi đó, và nó rất là sạch sẽ. Mình có nghĩa sạch sẽ ở đây là có nghĩa là mình chà nó rất là dễ ra luôn. Rồi ok, khi mình xịt bên kia xong á, thì mình sẽ vô các chi tiết như cái phuộc này đó, mình xịt các chi tiết này, cái bô này, để mình tính là mình lấy cái bàn, mình có một cái bàn chà, hoặc là bạn lấy cái bàn chà đánh răng, hoặc là bạn lấy cái bàn chà nào cũng được bạn thiết kế. Rồi mình sẽ xịt vô các lốc này, lốc máy nè, bô này, đó, chân chân này nha. Mình sẽ xịt hết, xịt đều. Và khi mình xịt xong mình sẽ có đây, như mình mua cái bàn chà rửa chân này, thì mình sẽ bắt đầu vệ sinh cái dàn chân, dàn gầm nha. Bàn chà thôi đó, cái bàn chà rất là bình thường. Thì đó, thì giờ mình đang một tay cầm một tay làm, nó rất là khó, nên mình sẽ làm. Và khi nào thành quả mình vệ sinh xe thì mình vệ sinh dàn chân và mình rửa xe xong á, rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Thì mình sẽ quay tiếp cái phần sau, video bảo dưỡng cái phần lớp nhựa đen như thế nào, và cái dàn chân mình sẽ rửa bằng cái dung dịch dầu diazen này á, nó sẽ sạch như thế nào, thì mình sẽ quay khúc sau nha. Ok, để mình vệ sinh mình rửa đó các bạn nha. Thì mình vừa rửa xong ha, rửa xe xong và mình đã lau khô xe sạch sẽ rồi. Thì các bạn nhìn nè, đó, mình vệ sinh bằng dầu diazen nè, cái từ cái mắt sên nè, nó cực kỳ sạch nha, và chết bà là còn dơ. Đó, nói chung có một chút thôi, không sao đó, mình lau qua này đó. Ok, thì cái dàn chân của mình cũng đã rửa sạch sẽ. Thì các bạn, như các bạn thấy thì nó vẫn có chút dơ và chút sét. Thì mình đã chạy xe này được 2 năm rồi, thì cái phần mà bị sét với lại cái lớp nhựa nó bị xước này thì không thể tránh khỏi ha. Này, lớp nhựa này xước rất là dơ luôn nè. Về cái dàn gầm thì đây, mình đang sẽ quay cho bạn trực tiếp này đó. Thì mình đã vệ sinh và rửa cái dầu rất là sạch ha. Đó, rất là sạch luôn. Thì để trời mưa, mùa mưa mà các bạn, khi mùa mưa các bạn mà muốn đi á, mà cái dàn chân không bị sét á, thì các bạn phải sử dụng một cái gọi là cái dung dịch này. Thì mình phải nói sao ta, tại vì cái này là một cái chai loại dầu xịt vỏ nè, chai dầu xịt vỏ là cái này là các bạn nè. Đó, để mình làm cho cái vỏ nó mới hơn đó, và không có bị ố và nhìn cái vỏ đẹp hơn. Thì cái loại dầu này nó cũng có thể là chống sét nha các bạn nha. Chống sét thì mình khi đi mùa mưa này á, thì mình sẽ bảo vệ cái dàn chân này
nó không có bị sét bằng cái dung dịch dầu vỏ này. Thì mình bình thường thì mình sẽ xịt vô tất cả các chi tiết này thôi. Đó, các bạn thấy không? Đó, xịt vô tất cả chi tiết này như thế nào, thấy nó bóng nha. À, đó đó, thì khi mình xịt vô này á thì nó sẽ tạo ra một cái lớp để bảo vệ cái dàn chân này khỏi bị sét và tránh các tình trạng bị oxy hóa này, sét nè. Đó, nó rất là ghê gớm. Thì do đó là mình sẽ xịt cái dầu này lên. Thì mình đã rửa sạch sẽ rồi. Thì nói chung là của bền tại người thôi các bạn ơi. Đi xe mình chịu khó đầu tư và mua một số dung dịch để mình bảo vệ chiếc xe của mình, thì luôn xe cái chiếc xe của mình luôn luôn được trong tình trạng mới và đẹp. Và cái vệ sinh các chi tiết như là sên nè, các ngóc này mình rửa sạch sẽ, mình sẽ xịt cái dầu này lên. Đó, và bánh xe thì lại có một cái dung dịch là cái dung dịch là dầu vỏ này là các bạn nè. Đó, khi mình xịt vô này cái lớp dầu nó sẽ bám lên cái bánh xe, nhìn rất là bóng và mới luôn ha. Thì về cái phần lớp, về cái phần dàn chân đây, phần chân thì mình đã hoàn thành ok rồi. Thì mình cũng chỉ quay lại hết quá trình mình bảo dưỡng chiếc xe của mình để chiếc xe mình luôn luôn được mới và tránh bị hư hỏng hoặc là bị sét ố một số các chi tiết máy của xe. Thì giống như là các bạn biết thì khi mình đi xe lâu dài cái dàn nhựa này nó sẽ bị ố theo thời gian này các bạn ạ. Thì ở thị trường bây giờ có rất là nhiều loại, thì mình đã lựa chọn là cái loại này mình cũng đã xài lâu rồi, có thể mình mua cái loại khác nhưng mình sẽ review sau đây ha. Thì cái loại này là Naloplast. Đó, Naloplast. Thì cái chai này là cái chai để mà có công dụng là dưỡng cái lớp nhựa đen nha các bạn nha. Dưỡng cái lớp nhựa đen để về cái một tay mình đang xài, thì mình sẽ đổ trực tiếp lên đây đi ha. Rồi ok đó. Rồi bạn sẽ lấy một cái miếng xốp nè, mút nè, mỏng nè, bạn lau. Bạn sẽ lau đều lên cái phần mà bị ố trắng này, thấy không? Bạn sẽ lau qua cái là nó sẽ bị mất. Đó, nó sẽ cái nhựa nó sẽ đen lên và nó không còn bị xước. Đó, bị xước giống như là cái tình trạng ban đầu. Đó, thì giúp cho cái xe của mình mới hơn thôi. À, các bạn nhìn thấy không? Mới nè, đơn giản, mua chai này cũng có mấy chục nghìn nè, rẻ. Và cái chai dầu này. Đó, dầu vỏ, cái dầu chai này gọi là cái chai dầu xịt vỏ nha các bạn. Đó, để xịt vỏ nè. Nhưng mà cái công dụng của nó cũng có thể làm chống sét các chi tiết nha, bằng sắt. Thì do đó mình là ít khi mình xịt lắm, tại vì đang đi vào mùa mưa. Mà khi một khi đã đi vào mùa mưa là nó rất là dơ và sét, rất dễ bị sét cái dàn chân. Thì do đó mình sẽ xịt chiếc mùa khô mà các bạn xịt á, là cái đất nó bụi nó bám vô đóng bợn thì mình cũng rửa thôi, xịt ra bình thường nó cũng có sao. Nhưng mà chủ cái mục đích cuối cùng là nó sẽ chống sét được cái dàn chân của mình. À, ok, thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn là các bước mình vệ sinh xe của mình thôi. Thì mình lau vỏ nè, lau sạch sẽ xe và lau cái nano này lên để mà cho chiếc xe của mình luôn luôn được mới. Rồi, thì sau một hồi thì mình cũng đã lau và xịt cái chai dầu để bảo vệ cái dàn chân này ha. Thì mình cũng đã lau cái nano á lên cho cái lớp nhựa đen, thì nó cũng đã đen thui lùi hết rồi nè. Ok, thì cái video hôm nay của mình chỉ có vậy thôi, chia sẻ cho các bạn một chút cái kinh nghiệm để mà bảo vệ dàn xe chân của xe cũng như là bảo vệ cái lớp nhựa đen cho nó luôn luôn được mới và đẹp nha. Đó, thì mình đã lau cái dầu vỏ lên chiếc xe thì các bạn nhìn rất là mới luôn ha. Đó, còn về cậu sên cũng được vệ sinh, cái bô thì cũng đã xịt. Đó, nói chung là đã được bảo vệ qua một lớp dầu rồi. Thì giờ đi trời mưa có thể nó bị bẩn, nhưng khi bạn xịt ra và bạn để lâu một thời gian thì nó cũng không có bị sét cái dàn chân nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video sau. Thì mình nhấn lại một lần nữa, cái video này mình chỉ chia sẻ cho các bạn mình quá trình mình rửa xe, mình bảo vệ cái dàn chân, bảo vệ cái lớp nhựa đen và có một số mẹo như là gắn cái chắn bùn để khỏi văng lên ổ bô và một số cái mẹo nhỏ nhỏ để mình bảo vệ cái dàn chân cho đỡ bị sét và lớp nhựa thôi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Trong video mình nói hơi bị đớt cái lưới nên nói hơi bị khó nghe, các bạn thông cảm cho mình nha. Hẹn gặp các bạn trong các video sau. Xin chào.